Theo số liệu của Bộ Công Thương, trong 8 tháng đầu năm 2017, sản xuất công nghiệp tăng 6,7%, chỉ số tiêu thụ của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước đạt 2.580.000 tỷ đồng, tăng 10,3%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 133,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,9%. Rau quả là mặt hàng có kim ngạch tăng trưởng mạnh nhất trong nhóm hàng nông thủy sản với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,35 tỷ đô la Mỹ, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2016. Để đạt và vượt mục tiêu phát triển công nghiệp và thương mại năm 2017 mà chính phủ giao, từ nay đến hết năm 2017, Bộ Công Thương tiếp tục triển khai nghiêm túc nghị quyết số 01 NQ-CP của chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 thông qua các giải pháp như tích cực tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước, thúc đẩy phát triển thị trường ngoài nước, khai thác tốt các hiệp định khu vực thương mại tự do FTA, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thông qua các chính sách về thuế, phí, v.v.